chê quê mình, quê mình Diễn Châu. Chợt nghe câu hát ân tình, về quê mình bên bờ sông Hồng, giọng nói miền Trung nghe sao thương thế, để nhớ để thương cho ai đến quê mình. Xin yên, đất có bề dày truyền thống cách mạng, con người nơi đây mộc mạc, chân chất, trọng đạo lý và yêu nước thiết tha. Phát huy truyền thống đó, lớp lớp những người con ưu tú của quê hương đã ghi danh vào bảng vàng lịch sử của dân tộc. Tiêu biểu trong số đó là Phùng Chí Kiên, một chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc, nhà chính trị, quân sự song toàn. Phùng Chí Kiên, tên khai sinh là Nguyễn Vị, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1901, tại làng Mỹ Quan Thượng, Tổng Vạn Phần, nay thuộc làng Mỹ Quan, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nông dân, ở một vùng quê nghèo, Nguyễn Vị có một tuổi thơ lam lũ, là con út trong gia đình có bốn người con. Nguyễn Vị được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng và cho đi học. Dù rất thông minh, ham học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên Nguyễn Vị chỉ học với bậc sơ học ở trường làng, rồi nghỉ để làm ruộng phụ giúp bố mẹ. Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, Nguyễn Vị tận mắt chứng kiến bao nỗi đau của quê hương nên sớm mang trong mình khát khao hoài bão cứu nước. Năm 16 tuổi, Nguyễn Vị lấy vợ, một người phụ nữ, người làng Mỹ Lộc, nay thuộc dạ Diệm Mỹ, Thùy Mỹ, Nít Na, chịu thương chịu khó. Nhưng vì đeo đuổi khát khao cứu nước, Nguyễn Vị chỉ ở nhà với vợ vẹn vẹn 3 ngày, rồi đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, bỏ lại người vợ trẻ mòn mỏi đợi chồng suốt 7 năm ròng. Thương con dâu đơn chiếc, bố mẹ Nguyễn Vị cho con dâu về nhà bố mẹ đẻ. Một thời gian dài sau đó chỉ kết duyên với một người khác. Năm 1925, Nguyễn Vị làm thuê cho một thương nhân người Hoa ở Ga Lý, tuyến đường sắt Bắc Nam phía Bắc tỉnh Nghệ An. Nơi đây là trung tâm buôn bán, giao thông đồng bộ nhộn nhịp. Thực tế, cuộc sống ở đây cho anh thấy sự bất công, ngang trái của cuộc đời. Chính thời gian làm thuê này cùng với vốn tiếng Trung, tiếng Pháp đã giúp Nguyễn Vị giao lưu, kết bạn với nhiều người có cùng chí hướng và dễ dàng đón nhận các nguồn tin từ nước ngoài bí mật chuyện về. Tháng 10 năm 1926, Nguyễn Vị bắt đầu cuộc hành trình xuất dương đi tìm đường cứu nước với tấm thẻ căn cước của người chú ruột Nguyễn Hào. Hành trình bắt đầu bằng con đường bộ gian nan, nguy hiểm, đó là vượt Trường Sơn, băng qua Lào, vượt sông Mekong sang Xiêm, đến Hồng Kông, cuối cùng đến Quảng Châu. Tại đây, Nguyễn Vị được gặp Nguyễn Ái Quốc và được người đã cho bí danh Phùng Chí Kiên. Tên gọi mang ý nghĩa sâu sắc, sự gặp gỡ giữa ý chí và lòng kiên trung. Phùng Chí Kiên trở thành học viên lớp huấn luyện chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy tại ngôi nhà 3 tầng số 13A, 13B, đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tốt nghiệp lớp huấn luyện chính trị. Thấy Phùng Chí Kiên có năng khiếu quân sự, Nguyễn Ái Quốc gửi Phùng Chí Kiên sang học trường quân sự Hoàng Phố. Thời gian này, Phùng Chí Kiên với tên gọi khác là Mạnh Văn Liêu. Ngày 15 tháng 6 năm 1932, Phùng Chí Kiên với biệt danh là Can do Nguyễn Ái Quốc đặt nhập học trường Đại học Phương Đông tại Moscow, ngôi trường đào tạo cán bộ cao cấp. Những năm tháng học lớp huấn luyện chính trị, học trường quân sự Hoàng Phố và Đại học Phương Đông đã tôi luyện, bồi dưỡng và đào tạo Phùng Chí Kiên trở thành một chuyên gia quân sự, một chính trị gia nhạy bén và xuất sắc. Phùng Chí Kiên trở thành cán bộ cao cấp của Đảng phụ trách hoạt động cách mạng ở nước ngoài từ năm 1934 tới năm 1940. Tháng 1 năm 1941, Phùng Chí Kiên được cùng Nguyễn Ái Quốc trở về Bác Bó. Đồng chí được Bác Hồ giao trọng trách đặc biệt quan trọng, chịu trách nhiệm về việc tìm địa điểm và chuẩn bị mọi mặt để Trung ương Đảng hoạt động. Bác Bó trở thành căn cứ địa của hoạt động cách mạng.
chiếc bàn đá trong tranh bên dòng suối nhỏ là nơi Phùng Chí Kiên chọn và chuẩn bị để bác làm việc mỗi ngày. Căn lán nhỏ được sự chủ trì của người ái quốc, hội nghị Trung ương 8 diễn ra, Phùng Chí Kiên được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng, chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai, chỉ huy đội của quốc quân. Đây là thời kỳ hoạt động cam go nhất của cách mạng Việt Nam. Mặc dù bị kẻ thù không ngừng gió la, tìm bắt Phùng Chí Kiên, chúng khủng bố, càn quét gắt cao, nhưng đội của quốc quân vẫn luôn phát huy về số lượng và chất lượng. Tháng 8 năm 1941, trước sức mạnh càn quét của địch, Phùng Chí Kiên chỉ thị rút toàn bộ lực lượng của quốc quân ra khỏi khu căn cứ Bắc Sơn, tiến lên vùng biên giới phía Bắc để bảo toàn lực lượng. Ngày 21 tháng 8 năm 1941, khi đội của quốc quân đến làng Khâu Bàng, xã Bằng Đức, châu Ngân Sơn, Bắc Cạn thì bất ngờ bị địch phục kích. Mặc dù bị thương nặng, trong giây phút cận kề với cái chết, Phùng Chí Kiên vẫn anh dũng bắn chặt với quân địch để bảo vệ đồng đội của mình. Anh đã chỉ thị, phải chạy ngay, thoát một người là có lợi cho cách mạng, dùng rằng ở đây thì chết hết. Phế Cao Bằng nhờ báo cho cấp trên, tôi lại bắn bọn chúng để các đồng chí chạy. Đồng đội đang thoát khỏi vòng vây của địch, còn Phùng Chí Kiên bắn hết viên đạn cuối cùng và bị bắt. Bị tra tấn dã man, anh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22 tháng 8 năm 1941. Trước sự xót thương, tiếc nuối vô hạn của anh em, đồng chí, kẻ địch dã man, tàn bạo đã chặt đầu anh em cắm ở cầu Ngân Sơn, hỏng uy hiếp tinh thần của cán bộ và nhân dân địa phương. Thế là một chiến sĩ tài ba, lội lạc, bất khuất, kiên trung đã bỏ mình nơi ngàn cây sạm cỏ. Sự ra đi của anh là tổn thất rất lớn cho Đảng, cho cách mạng, gieo nỗi xót xa thương tiếc cho bao người con đất Việt. Dù đã hy sinh, nhưng tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, khí phách anh hùng của anh vẫn sống mãi với non sông đất nước. Sự gan dạ, dũng cảm, hết lòng vì cách mạng của người chỉ huy trưởng đội của quốc quân, Phùng Chí Kiên mà in đậm trong trái tim của mỗi chúng ta. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tài năng chính trị quân sự và tinh thần bất khuất kiên trung của Phùng Chí Kiên như là một di sản vô giá của dân tộc Việt Nam, để các thế hệ người dân Việt Nam, các cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam noi theo. Ngày 23 tháng 9 năm 1947, tại khu căn cứ Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 89 SL truy phong hàm cấp tướng cho Phùng Chí Kiên. Đây cũng là sắc lệnh phong hàm cấp tướng đầu tiên trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 10 tháng 3 năm 1990, thân nhân, Bộ Quốc phòng và một số đồng đội đã đưa phần hài cốt của đồng chí Phùng Chí Kiên từ Bắc Cạn về Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Đã 77 năm trôi qua, ý chí và nhiệt huyết cách mạng của người anh hùng ấy vẫn in đậm trong tâm trí của thế hệ hôm nay và trở thành niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần vững chắc để đảng bộ, chính quyền, các thế hệ con em nơi đây ra sức phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp. Để tri ân và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, ngày 19 tháng 3 năm 2014, tại quê nhà Mỹ Quan, Diễn Yên, nơi sinh ra và lớn lên của đồng chí Phùng Chí Kiên, đã khởi công xây dựng khu tưởng niệm Phùng Chí Kiên rộng 1.200 m², gồm các hạng mục khu di tích gốc, phục dựng nhà ngang, đàn tế, giếng nước, nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm, nhà đón tiếp khách, sân vườn, bãi đậu xe và các công trình phụ khác. Ngày 1 tháng 9 năm 2014 đã hoàn thành. Đây trở thành địa chỉ văn hóa cao đẹp, một di tích lịch sử nổi tiếng để các thế hệ con cháu hôm nay hướng về, soi mình và tự răn dạy. Phải biết tri ân, sống xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Không những ở làng quê Diễn Yên mà rất nhiều địa danh trên đất nước Việt Nam còn những con đường, ngôi trường, xã, chi bộ đảng mang tên của Phùng Chí Kiên, nhưng luôn gợi nhắc đến các thế hệ khắc ghi trong tâm, ý chí, tinh thần, nghị lực, khí phách của người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất. Phùng Chí Kiên mãi mãi là niềm tự hào của quê hương Diễn Yên, của dân tộc Việt Nam.